Chương trình Giác quan thứ 6 sẽ đem tới quý khán giả nhiều suy luận bá đạo, những phút giây giải lao hài hước đến từ hai khách mời, ca sĩ Linh Ly và Hương Ly. Thực sự là Linh cũng không biết rằng là Ly lại nói ra những điều đúng như thế. Và Linh nghĩ rằng là lần sau Linh làm bất kỳ một cái gì trong cuộc đời, Linh sẽ hỏi Ly. Tuần này với những khách mời đặc biệt chắc chắn sẽ đem đến nhiều điều hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng đón xem tập 13 ngay sau đây. Thành Trung, Diệu Nhi xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai người chơi vô cùng đặc biệt, hai cô gái xinh đẹp với giọng hát vô cùng quyến rũ. Một người thì được biết tới bởi những ca khúc nhạc hoa lời Việt, còn một người được biết tới bởi những giai điệu vô cùng quen thuộc trong những ca khúc rất nổi tiếng của một chàng rapper. Nào, hãy cùng xem họ là ai. Hãy cùng chào đón song ly của chúng tôi, Linh Ly và Hương Ly. Bây giờ là thời gian dành cho các bạn chào các quý vị khán giả. Linh và Ly xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6. Xin chào anh Thành Trung, xin chào Diệu Nhi và xin chào các bạn. Xin chào chị. Và em cũng xin gửi lời chào chân thành nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6. Em chào anh Thành Trung, chào chị Diệu Nhi và chào chị Linh Ly. Dạ. Và vấn đề là tôi muốn hỏi hai bạn là các bạn có tin vào trực giác của mình không, Linh Ly? Em nghĩ là một phần thôi ạ. Em sợ nhiều khi em đoán sai vì thực sự là khi chương trình nào mà em tham gia mà kiểu đoán là em hay bị sai lắm, em toàn bị thua thôi. Em toàn bị thua. Dạ. Vậy thì biết đâu đó Hương Ly bù đắp được cho em, Hương Ly. Em thì trực giác của mình cũng thi thoảng chứ không phải thường xuyên anh ạ. Vâng, ví dụ như là thỉnh thoảng em có một cái quyết định gì đấy quan trọng chẳng hạn trong cuộc sống chẳng hạn thì là người em nó sẽ nôn nao, hoặc là ví dụ việc đấy không nên làm là em sẽ cảm giác là mệt mỏi và không có hứng thú, vâng ạ. Khó chịu. Trồn, đúng rồi ạ. Rồi. Thỉnh thoảng thôi. Vậy thì anh nói rằng ngày hôm nay các em sẽ là một sự kết hợp đặc biệt và chắc chắn khán giả cũng rất là mong các em cúc ly cho chiến thắng của mình. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay chương trình. Xin mời hai bạn về vị trí. Chúng ta đang đến với chương trình Giác quan thứ 6 và bây giờ sẽ là luật chơi của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, hai người chơi của chúng ta hôm nay thân mến, luật chơi của chúng ta là chúng ta có tổng cộng 5 mô tiền thưởng tương ứng với lại 6 nghề nghiệp và chúng ta sẽ gặp gỡ 5 vị khách mời tương ứng với 5 nghề nghiệp ở trong 6 nghề nghiệp đó. Trước tiên chúng ta có 5 cái ô đó, nó sẽ có 5 giá trị tiền thưởng khác nhau. 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Anh nghĩ là khán giả đã bắt đầu mệt khi nghe em giới thiệu rồi đấy. Em có thể dừng lại ở đây được. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu từng vòng một. Nhưng trước khi đến với vòng 1 thì các bạn sẽ cùng lựa chọn một trong 3 jacket ở đây với những thông điệp có thể sẽ là nhân đôi, chia đôi hoặc giữ nguyên số tiền thưởng. Đến cuối chương trình các bạn sẽ mở nó ra. Bây giờ là lúc các bạn sẽ lựa chọn xem jacket 1, 2 hay 3. Xin mời các bạn. 1, 2 và 3. Hai chị em bàn với nhau mình sẽ chọn chiếc két nào. Xong, thật ra Linh cũng không biết nhưng mà Linh nghĩ rằng là Linh thích số 1. Hương Ly, em thì em đang nghĩ song ly chọn số 2 nhưng mà thôi tùy chị luôn đấy. Số 1 hả? Số 1. Dạ. Okay. Các bạn sẽ được mở chiếc két ra rồi sau đó đặt lại mã số của mình để đảm bảo tính bảo mật. Đi. Bây giờ em sẽ mở chiếc két ra nha. Dạ. Okay. Em sẽ mở chiếc két ra cho mọi người thấy là bên trong chiếc két là có đồ chứ không phải là chiếc két trống. Có đồ. Có và đồ. Chúng ta được lật ra luôn đúng không? Dạ chưa. Cuối chương trình mới được lật ra. Rồi bây giờ mình sẽ đổi password là 4 số. Dạ. 4 số nha. Dạ. Bây giờ rồi bấm 4 số sau rồi bấm thăng nha. Dạ. Nói là trợ lý của tôi ngày càng chuyên nghiệp trong cái việc mà không nhìn trộm password của người chơi. Dạ vâng.
Em mặc dù phải nói là mắt vẫn rất gian. Mắt vẫn rất gian. là đã rất là nỗ lực đấy. Tốt rồi. À xong rồi. Các bạn nhớ password nhé. Để cuối chương trình chúng ta mở ra. Em nhớ nhá. Em nhớ đấy. Nếu không mở được thì là tiền thưởng của các bạn để lại chương trình. Em nhớ chưa? Rồi em nhớ rồi. Mời bạn về vị trí ạ. Người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Lúc này, trước khi gặp gỡ với 5 khách mời đặc biệt trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn quý vị khán giả và những người chơi nghỉ ngơi trong ít phút. Hay là thư gì đó đúng không? Rất là hoang mang và mông lung ạ. Sao cái này giống lại nhiều chuyện quá nhỉ? Thôi sai thôi nhỉ? Sai thì thôi, mình cũng đây luôn khác. Anh. Đúng rồi, em chốt luôn. Chốt luôn. Trở lại với chương trình Giáo Hoàng thứ 6. Và bây giờ là vòng đầu tiên với tên gọi Ấn Tượng Đầu Tiên luôn. Thưa quý vị, lúc này chúng ta đang được gặp gỡ với 5 vị khách đặc biệt với những bộ trang phục giống như các quý ông quý bà đến từ châu Âu thế kỷ thứ 19. Và họ sẽ làm những nghề gì? Và họ là ai? Chúng ta sẽ được biết ngay sau đây bằng một phần giới thiệu rất ngắn. Thông qua những thông tin này, hai người chơi sẽ đánh giá giọng nói, phong cách cũng như thần thái của họ để đoán xem họ có thể phù hợp với nghề gì. Bây giờ sẽ là vị khách số 1. Tôi nói tôi thích xem mấy bộ phá án của Sherlock Holmes lắm. Mọi người nhìn thấy mặt tôi không? Ngầu như vậy chắc làm thám tử được ha. Tôi là Việt Anh, mọi người hãy đoán coi tôi làm là nghề gì nhé. Vị khách số 2. Nếu loại bỏ đi những điều không thể thì điều cuối cùng dù có khó tin đến đâu cũng vẫn là điều sự thật. Đấy là câu nói của thần tượng của tôi là Sherlock Holmes. Và tôi tên tôi là Phi Điệp và mọi người cùng đoán xem tôi là ai nhé. Bây giờ sẽ là cô gái ở số 3. Tôi tên là Nguyệt Trúc và tính tình tôi thì rất là đơn giản. Ai nói gì thì tôi nghe đó và tôi thấy gì thì tôi tin đó. Chính vì vậy tôi không thích những điều căng thẳng trong cuộc sống. Các bạn hãy đoán xem tôi là ai. Và bây giờ sẽ là vị khách số 4. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Mạnh. Mình cũng không nói được gì nhiều sợ bị lộ nên mình chỉ nói vậy thôi. Mọi người sẽ đoán mình là ai. Xin mời vị khách cuối cùng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuyết Oanh. Oanh hay xem phim trinh thám, thích khám phá những điều mới mẻ mà ít ai biết. Và đặc biệt là mình rất thích khám phá những bí mật của người thân, gia đình và bạn bè. Mọi người sẽ đánh thêm mình là ai nhỉ? Khám phá bí mật người thân. Sao cái này giống lại nhiều chuyện quá nhỉ? Thích khám phá bí mật. Phải nói là hôm nay hai vị khách mời nữ, tôi nhìn thấy đâu cũng thấy có cái góc của Diệu Nhi. Rất thích khám phá chuyện bí mật của người thân. Nếu mà nói theo trinh thám thì người ta bảo là ham tìm hiểu. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ bình dân người ta bảo là nhiều chuyện. Như vậy là thông qua những phần giới thiệu của 5 khách mời. Dạ. Ngay lúc này trong đầu Linh Ly và Hương Ly, các em nghĩ rằng là sẽ có cái nghề nghiệp nào ở đây? Rất là hoang mang và mông lung ạ. Em nghĩ là chắc chắn là sẽ có một người nào đó làm ca sĩ. Opera chị nhỉ? Như kiểu hát opera không, vậy. Không, chắc là do mặc bộ quý tộc tộc hay là cảm thấy hơi vậy. Opera. Đúng rồi. Ngoài ra thì chắc là thám tử có hay luật sư gì đó đúng không? Luật sư. Em đoán thế. Thế. Thôi được rồi, cứ tạm thời đoán như thế đã. Vấn đề là chúng ta sẽ đến ngay với vòng 1 và gói tiền thưởng đầu tiên các bạn sẽ lựa chọn là số bao nhiêu từ 1 tới 5. Rồi em thích số mấy? Em thích số 2. Em thích số 2, vâng vì vừa nãy đã chọn số 1 rồi, bây giờ sẽ chọn theo số 2 của em. Ok ạ. Okay. Số 2. Và nghề nghiệp tương ứng đó là làm cổng cưới lá dừa. Cổng cưới. Em biết gì về nghề này, trợ lý? Thì ở dưới quê em đó, thì lúc mà em còn nhỏ nó đám cưới họ hàng em là làm một cái cổng như vậy nè, là để trước nhà cô dâu chú rể, để cho cô dâu chú rể khi mà đón dâu đó là mà lúc đó là đãi tiệc ở nhà chứ không phải là nhà hàng như là thời hiện đại bây giờ, là có một cái cổng kết lại bằng lá dừa như vậy nè, rất là đẹp mà nó xanh, xong rồi ở đây có cái bảng là lễ vu quy thì rồi. rất là dễ thương, đẹp lắm. Nó như một cái cổng chào cho cái ngày vui
của cô dâu và chú rể cho nhà trai hoặc là nhà gái là bằng lá dừa. Vậy thì đây sẽ là một người, tôi nghĩ là sẽ là người ở miền Nam, bởi vì ở ngoài Bắc thì sẽ không có cái cổng này. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ mời hai bạn sẽ phân tích xem trong năm khách mời kia ai sẽ phù hợp với cái công việc này. Dạ, theo như em thấy nhá, thì là bạn số 1 và bạn số 2 thì đã nói tiếng Bắc rồi. Số 5 là nói tiếng Bắc đúng không? Thế chỉ còn loại trừ đi nhá, thì chúng ta sẽ còn số 3 và số 4. Em đang nghiêng về anh số 4. Các bạn có những sự trợ giúp như sau. Dạ. Dạ đúng vậy. Ở trong vòng 1 và vòng 2 chúng ta sẽ được sử dụng hai quyền trợ giúp, đó chính là quyền loại trừ ra những đáp án không chính xác, và cái thứ hai đó chính là quyền tiếp cận. Hai bạn có 15 giây đi trên đó chạy u lên. Đó, coi muốn coi gì coi xong rồi chạy u về hết 15 giây. Nhưng chỉ hai vòng đầu được sử dụng thôi, các bạn có sử dụng quyền nào không ạ? Không, như em nghĩ là em cũng đang nghiêng về anh số 4 giống đấy, như cả Ly. Chúng ta hãy tin vào là... chính xác của chúng ta đi. Tại vì là nếu mà làm những cái này á thì cũng phải là người lâu năm rồi, đúng rồi, và có kinh nghiệm. Đúng rồi. Và cũng có sự già dặn một chút. Thì em nghĩ rằng là anh số 4 thì rất là hợp. Chốt nhá. Thôi sai thôi nhỉ. Sai thì thôi, mình cũng đẩy một khác. Anh... Đúng rồi, em chốt luôn. Chốt luôn. Số 4. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Có vẻ như trực giác của tôi đã đúng. Đúng là hai ly ở cạnh nhau. Cụng ly luôn. Đã cụng ly rồi. Cụng ly ngay từ vòng 1 rồi. Hãy xem gói tiền thưởng số 2 có giá trị là bao nhiêu. 1 triệu. Không sao, có tiền thưởng là tốt rồi. Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng làm quen và giao lưu với vị khách số 4. Xin mời anh. Em chào anh. Dạ, xin mời anh giới thiệu thêm về bản thân mình cũng như là nghề nghiệp hiện tại để cho khán giả được biết rõ hơn. Mình thì mình làm cổng cưới hôm nay cũng cỡ hơn 10 năm rồi. Chắc chắn là anh cũng đã được công nhận hay là được những cái người trong nghề biết tới đúng không ạ? Qua năm 2017 mình có đi thi trên Suối Tiên á, thì được cái giải xác lập kỷ lục Việt Nam của tạo hình bằng trái cây. Anh đã có một kỷ lục của Việt Nam. Thực ra thì anh thì nhìn là biết rồi, nghề anh cũng phải là nghề nói và cũng là người ít tiếp xúc với chỗ đông người. Thôi thì anh hãy về đúng với cái chuyên môn của mình, đó là trình bày và tạo ra một cái cổng cưới bằng lá dừa ở sân khấu của chương trình. Anh có làm được không ạ? Được. Vậy thì chúng ta cùng vỗ tay ạ. Rất là sinh động. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được một cái cổng cưới mà nó lại động và nó lại đẹp như thế này. Xin hỏi là anh tự nghĩ ra cái cách này hay là anh học ở đâu ạ? Cái này mình tự nghĩ ra. Lúc trước thì mình làm nó nhỏ mà nó không có xây, rồi từ từ mình thiết kế cho nó xây cho nó nhìn nó mát. Nó rất là động, nó rất là động. Và để làm tạo ra những cái trong cháu này có khó không anh? Cũng khó, mới đầu mình làm nó không có được bền đâu, nhưng mà làm vài lần mình rút kinh nghiệm lại thì mình làm nó bền, rất là bền, máy nó quay không bao giờ bị hư. Và xin hỏi là anh đã có gia đình chưa? Có rồi. Anh đã có mấy cháu rồi ạ? Có 2 cháu rồi. Có 2 cháu rồi ạ? Anh có cháu trai không ạ? Có cháu trai, cháu gái. Được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chuẩn bị đấy. Được 16 tuổi rồi. Con chào bố ạ. Con chào bố ạ. Chồng, con thấy chưa? Phải như thế này này. Ở đây bây giờ mình có 2 con cháu cháu này mình tặng cho 2 khách mời, còn cái bông này mình tặng cho 2 MC. Dạ. 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 Bây giờ mình tặng. Dạ vâng ạ. Con xin ạ. Rồi mình phụ nữ mình dạ, bông nhiều đi, còn thanh niên mình 1 bông thôi. Dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Anh cũng là một người rất là đáng quý trong cuộc sống này, với một công việc em nghĩ rằng là mang đến niềm vui cho mọi người trong những cái ngày đặc biệt trọng đại trong cuộc đời của mỗi người mà tìm thấy anh. Chúc anh sẽ thành công hơn nữa và làm nhiều niềm vui hơn nữa dành cho những người tìm thấy anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Không, chưa chắc đâu. Sợ bị lừa. Đúng rồi đấy. Bạn số 5 thì khá là tự tin. Cảm giác như bà là ca sĩ nhỉ? Ồ. Trời ơi, có những người chơi thông minh như thế này, trợ lý của mình nhạt nhạt. Không, em có đếm hết đúng, đúng rồi. Ở đấy thì có nhạt thế còn gì nữa. Dạ vâng. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng 2 được mang tên Cảm quan. Ly, em thích số nào? Vòng trước thì em chọn rồi, bây giờ chị chọn đi. Nếu mà Linh thì Linh vẫn thích số 1 thôi. Số 1. Thế chốt số 1 thôi. Số 1 ạ. Số 1 ạ. Số 1. Dạ. Nghề nghiệp tương ứng đó là thành viên ban nhạc. My God. Theo trợ lý thì thành viên ban nhạc có nghĩa là như thế nào trong một ban nhạc và làm công việc gì? Thành viên trong một ban nhạc: ca sĩ, nhạc sĩ, đánh trống, guitar, guitar điện, viết lời. Thành viên ban nhạc, dạ hết. Rồi, xin mời các em. Với công việc này, các em nghĩ rằng bốn khách mời còn lại ai sẽ hợp? Em nghĩ là em với chị có một chung nhỉ? Chung không, chưa chắc đâu. Có bị lừa à? Sợ bị lừa. Đúng rồi đấy. Bởi vì vừa nãy nhá, nghe bạn số 1 nhá. Bạn số 1 cũng có khả năng là một người trong chơi thành viên đàn, ban nhạc. Chơi đàn, chơi nhạc. Em nghĩ là một người chơi nhạc. Nếu mà thế. Không, nhưng bạn số 2 cũng vẫn có khả năng. Tại vì bạn số 2 có khả năng là những người mà chơi nhạc cụ thì họ sẽ không được hoạt ngôn. Ví dụ nói năng vẫn còn hơi ngại ngùng. Vì ngại ngùng, vẫn có một chút gì đó ngại ngùng. Thì anh số 2 cũng rất là có thể. Và bạn số 5 thì khá là tự tin. Cảm giác như bà ấy là ca sĩ nhỉ? Ồ, nếu mà là thành viên ban nhạc thì có thể là ca sĩ. Ca sĩ, đúng rồi. Bây giờ ấy, là chúng ta có 2 vòng là chúng ta phải dùng trợ giúp thôi. Nếu vòng này chúng ta không dùng trợ giúp thì vòng sau chúng ta không dùng được nữa. Đúng rồi. Ôi trời ơi, có những người chơi thông minh như thế này, trợ lý của mình nhạt nhạt. Không, em có đếm hết đúng, đúng rồi. Ở đấy thì có lại nhạt thế còn gì nữa. Dạ vâng. Và các em sẽ dùng trợ giúp gì? Chắc là em sẽ dùng cả 2 sự trợ giúp và lần lượt là sự trợ giúp loại trừ trước. Loại trừ. Dạ vâng. Trợ giúp loại trừ được sử dụng. Như vậy là số 3 và số 5. Nhưng mà không hai này đều nhá, đều có thành viên ban nhạc. Chúng ta còn số 1, số 2. Và các bạn sẽ sử dụng luôn quyền tiếp cận. 15 giây tiếp cận bắt đầu. Các bạn có thể di chuyển lên. Dạ vâng. Chừng té nha. Vì là phụ nữ đếm chậm rồi. Ủa đếm luôn hả? Trời ơi đếm. Đếm nhanh vậy. Xem tay của mình. Tay kia không đánh. Từ từ nhá. Sau khi lên quan sát hai anh thì em cảm thấy cứ cảm giác là anh số 1 ạ sẽ là một thành viên của ban nhạc. Em nhìn bàn tay nữa, bàn tay của hai anh thì em cảm giác anh số 1 sẽ đánh đàn kiểu sẽ hợp hơn, hợp lý hơn là anh số 2. Nhưng mà số 1 Linh lại để ý thêm một chi tiết nữa là những người làm nghệ thuật thì hay thường để tóc dài, mà em thấy là anh số 1 là hơi tóc dài nghệ sĩ đúng không? Nghệ sĩ. Kiểu nghệ sĩ đó. Thì em cũng nghĩ là số thiên số 1. Chị cũng thiên về số 1 à? Ô, thế thì chần chừ gì nữa? Rồi em chốt đi. Ok ạ, em chốt. Số 2, à số 1. Số 3. Số 1, số 1 ạ. Không nhầm. Số 1. Chính xác. Sẽ cùng xem gói tiền thưởng số 1 có giá trị là bao nhiêu. 5 triệu. Có vẻ như tiền thưởng đang đi từ thấp tới cao. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ làm quen với vị khách số 1. Xin chào anh.
Ôi, nhìn gần đúng là ra rất là ra chất nghệ sĩ luôn á. Em mời anh giới thiệu về bản thân mình. Dạ, xin chào hai MC đẹp trai và xinh gái của chương trình. Xin chào khán mời và toàn thể quý vị khán giả. Mình là Việt Anh. Hiện tại thì mình đang chơi guitar và cũng đảm nhiệm luôn phần sáng tác và hát của nhóm những năm 90 là Áp Quân Ma Nhà Việt. Việt Anh thì thường sáng tác cái màu âm nhạc như thế nào? Ballad, rock hay là những cái ca khúc sôi động? Dạ, thật ra thì âm nhạc của em thì nó muôn hình vạn trạng lắm anh. Em hay gọi chung nhạc của em là nhạc tỏ tình. Nhạc cứ cái gì yêu thương thấm thiết thì em bỏ vô thôi. Tại sao các bạn lại lấy cái tên ban nhạc mình là ban nhạc những năm 90? Dạ thì vì ngày trước thì cũng như nhiều ban nhạc khác thôi, mình chơi cái gì thì mình lấy tên cái đó. Dạ, anh em xuất phát điểm là chơi cover lại nhạc Việt khoảng thập niên 90 và trở về trước thì bắt đầu là lấy tên như vậy. Hiện nay ban nhạc mình thì ca sĩ hát chính là nam hay nữ? Dạ, bên em thì toàn nam. Anh nghĩ rằng ngày hôm nay em đến đây chắc là không phải đến một mình đúng không? Hôm nay em có anh em trong ban nhạc cùng đến với mình. Và em có sẵn sàng biểu diễn một tiết mục trên sân khấu của chương trình? Tất nhiên rồi ạ. Một tràng pháo tay cho ban nhạc những năm 90. Chiều vắng lang thang một mình, lại nhớ cô người tình xinh xinh, màu mắt và nụ cười duyên của em. Chiều vắng em đến hương đường, gặp lúc ông mặt trời đang rơi, còn chút nắng và cuộc tình tôi. Chiều vắng lang thang một mình, lại nhớ cô người tình xinh xinh, màu mắt và nụ cười duyên của em. Chiều vắng em nên hơi buồn, gặp lúc ông mặt trời đang rơi, còn chút nắng và cuộc tình tôi. Ôi, nói nghe em một lời, đồng ý yêu anh luôn đi người ơi. Và nếu như em không bằng lòng, anh xin thề là anh bắt cóc em luôn. Này, nói nghe đi em một lời, đồng ý yêu anh luôn đi người ơi. Và nếu như em không bằng lòng, anh xin thề chồng si trước nhà em. Kém này em có bằng lòng yêu anh, theo anh về được cánh đồng ngát xanh này, sáng đi chợ huyền với mẹ anh, còn chiều thông thả nấu cơm giờ đây anh về này. Nói anh nghe đi em một lời, đồng ý yêu anh luôn đi người ơi. Và nếu như em không bằng lòng, anh xin thề là anh bắt cóc em luôn. Này nói anh nghe đi em một lời, đồng ý yêu anh luôn đi người ơi. Và nếu như em không bằng lòng, anh xin thề chồng si trước nhà em. Nói anh nghe đi em một lời, đồng ý yêu anh luôn đi người ơi. Và nếu như em không bằng lòng, anh xin thề là anh bắt cóc. Thank you.
trồng si trước nhà em. Và nếu như em không bằng lòng, anh xin thề không chịu thì đi về. Tuyệt vời, xin được nói lời cảm ơn tới ban nhạc những năm 90 với một ca khúc rất thơ và đầy lãng mạn. Trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và bây giờ là vòng thi thứ 3 với tên gọi Trực giác. Và lúc này thì hai người chơi đã xuất sắc vượt qua hai vòng thi đầu tiên. Chỉ có điều số tiền thưởng lúc này chưa xứng đáng lắm với sự xuất sắc của họ. Dạ, họ mới chỉ có 6 triệu tiền thưởng, nhưng ở phía trước sẽ là 3 gói tiền thưởng có giá trị cao nhất. Dạ. 10, 15 và 25. Nên các em có thể yên tâm để lựa chọn một trong 3 số còn lại. Em chọn trước nha. Thì em chọn đi. Vâng ạ, em xin chọn số 5 luôn ạ. Số 5. Và nghề nghiệp tương ứng: tổ chức tiệc cưới. Tổ chức tiệc cưới. Có cái này khó nha. Em hơi nghiêng về chị số 5 nha. Đúng không? Tổ chức tiệc cưới là người ta sẽ làm gì nhỉ? Nếu mọi người muốn biết về khái niệm đó, hãy gặp trợ lý của chương trình. Dạ. Tổ chức tiệc cưới giống như là một cái người họ đứng ra họ tổ chức một cái chương trình vậy đó. Nói gọi cách mà gọi là dễ hiểu giống như là nhà sản xuất tiệc cưới. Họ là người đứng ra lấy tiền của cô dâu chú rể, cầm cái cục tiền đó, bắt đầu là họ đi tìm cái nhà hàng, họ đi tìm áo cưới, họ đi tìm ban nhạc, họ đi tìm bưng mâm quả, rồi tìm dâu phụ, rể phụ. Nói chung là họ là một cái người cầm mỗi cục tiền đó của cô dâu chú rể. Mời các bạn. Thật sự là sau khi mà lúc đầu thì nói đến tổ chức tiệc cưới ấy, thì em cũng chưa, vẫn đang rất là lơ mơ. May quá nhờ tư vấn của anh, nhờ trợ lý của anh. Cảm ơn chị. Đã khai quật cho em thêm được nhiều cái nữa mà em cũng đang vẫn hoang mang thôi. Thôi chết rồi. Nhưng mà em đã hiểu hơn một chút. Còn không biết là Ly có suy nghĩ gì về ba bạn này không? Em thì đích thực ra là cũng không có gì chắc chắn, nhưng mà từ lúc mà nghe cái cụm từ là tổ chức tiệc cưới thì em lại nghĩ đến chị số 5. Năm em nghĩ đến chị đấy nhiều nhỉ? Không, nhưng vừa rồi là mình nghĩ là chị là ca sĩ đúng không? Nhưng loại bỏ rồi, không phải nghệ thuật rồi. Nhưng đúng mà biết đâu trong mấy cái dấu hỏi kia vẫn có ca sĩ nữa thì sao? Đúng nhỉ? Đúng. Thế bây giờ nhá, ví dụ như là anh số 2 và chị số 3 thì em nghĩ rằng có hợp không ta? Không hợp lắm. Không, cũng có thể hợp. À mà tổ chức là người là phải biết ăn nói đúng không? Đúng. Đấy, năng thứ hai là đúng rồi, nhìn xong rồi kiểu phải gọi năng là động. Đúng rồi, và thực sự là họ cũng, em không biết tả thế nào, nhưng mà nhìn thấy chị số 5 là toát ra cái vẻ kiểu gọi là rất là tháo vát này, năng động này, rồi tự tin. Chị thấy không? Rất tự tin đúng không? Em lại đang hơi nghi bạn số số mấy? Số 3. Số 3. Em đang hơi có nghĩa là Hương Ly thì nghĩ số 5. Dạ. Linh Ly thì nghĩ số 3. Hãy xem trợ lý của tôi nghĩ số mấy. Số 2. Tuyệt vời. Anh nghĩ số mấy ạ? Anh á, anh sẽ không nghĩ là số nào cả. Bởi vì anh đảm bảo công bằng cho chương trình. À, dạ, nên vâng, anh chỉ là người dẫn dắt thôi. Cái tổ chức tiệc cưới là một cái nghề mà nó có hơi cực một chút, phải chạy tới chạy lui và chạy rất là nhiều những cái việc vặt. Nếu như mà trong cái thời gian tổ chức chưa chu đáo á, thì trong cái lúc mà đã diễn ra rồi mà có một cái trục trặc gì thì là người đó là cái người mà chịu trách nhiệm, mà phải chạy cái vòng ngoài rất là nhiều, cho nên phải có thể là một người đàn ông thì nó mới có thể chịu cực giỏi hơn. Chị đang đánh lược lạc hướng mình đấy, em nghĩ không, nhưng mà có khi là Linh cũng tin Diệu Nhi đấy. Tại vì là Nhi nói cũng có phần đúng mà. Có phần đúng hả? Là cũng chưa biết đúng hay không. Nhưng mà em nghĩ là không thể là hoàn toàn đúng được. Mình đúng không rồi. Thể đặt chưa chọn. Và bây giờ sẽ là quyết định của người chơi. Đó là số 5, 4. Em chọn thì 3, cho em quyết định luôn. 2. Ôi, em trọng trách cao quá. 1, đâu chơi đi. Chơi nhá, chị đừng trách em không nhá. Không cao trách đừng cái gì lắm đâu, chơi đi. Kìa, em chốt số 5. Số 5. Và chúng ta sẽ cùng xem kết quả.
Không sao nhá. Lần này thì họ đã không thể cùng ly với nhau rồi. Nhưng hãy cùng xem ai mới là người làm công việc này trong hai vị khách còn lại, số 2 và số 3. Kết quả. Đấy chính là cái ảo diệu của trợ lý trong chương trình. Lúc nói đúng thì là sai, mà lúc nói sai thì lại đúng. Mà hơn hết là đúng, chính tôi là người ở cạnh hàng tuần và tôi còn không đoán được nữa là các bạn mới gặp không một tuần. Thế nên là tôi cũng không trách được, có đúng không? Mà đến chính chọn mình cũng còn có biết là mình có đúng hay không đâu. Thế nên là không sao cả. Vấn đề bây giờ chúng ta phải xem ấy, cái gói tiền thưởng kia giá trị là bao nhiêu rồi này. Xin mời. Đang là 10 triệu đây này. 10 triệu đó. 10 triệu. An ủi. Chúng ta vẫn còn 15 và 25 ở đó. Dạ. Thế nên là mọi người không sao cả. Chúng ta phải có một cái điểm lắng thì chúng ta mới lên lại được. Đúng không? Đúng rồi ạ. Với mặt âm nhạc có là như thế. Dạ đúng rồi. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ với vị khách số 2. Em chào anh. Dạ, xin mời anh giới thiệu thêm về mình. Mà anh đang làm tổ chức tiệc cưới và sự kiện. Dạ. Thì là có một cái nó cũng khá tình cờ nhưng mà cũng vui vui. Tức là thật ra là anh đã làm tiệc cưới cho rất là nhiều kiểu ca sĩ, diễn viên đều có. Nhưng mà có một cái đặc biệt là em đã từng làm cho vợ anh ấy, trang trí ở nhà ấy. Wow. Thế là em đã từng làm cho bên nhà vợ. Bên gia đình vợ anh. Vâng. Đây đây khoảng 3 năm. Vâng, làm gia tiên ở nhà ấy. Đúng vâng, rồi. Vâng. Em trang trí là bạt này, hoa này. Vâng. Đúng không? Vâng. Wow. Quý vị, đúng là trái đất thật là tròn. Anh cảm ơn em nhé. Vâng. Với vâng. Nhà trai sang cứ khen đẹp thế. Vâng. Trong nhà gái thứ đẹp thế, chúc mừng thế. Thật ra thì đây là một cái công việc anh nghĩ rằng rất là quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt đối với những người có những cái sự kiện lớn trong đời như là cưới hỏi. Em bắt đầu làm công việc này bao lâu rồi và đám cưới lớn nhất mà em đã từng làm là phục vụ cho bao nhiêu người? Em làm về cái này thì hơn 8 năm. Từ 2012 đó là em bắt đầu ra tách ra kinh doanh riêng, chứ còn về em đã làm tổ chức sự kiện nói chung, tức là hồi đi làm thuê thôi thì là hơn 5 năm nữa, tức là bây giờ đã hơn khoảng mười mấy năm là kinh nghiệm về tiệc cưới và tổ chức sự kiện rồi. Thế còn nếu mà nói về tiệc cưới lớn nhất, về số lượng người lớn nhất thì thật ra thì một cái tiệc cưới của em thì nó sẽ không đánh giá nhiều về cái lượng số lượng người đâu. Nhưng mà nếu mà nói về cái tiệc cưới gần đây mà cũng số lượng người lớn ấy thì là làm cho bạn streamer Semesis ấy. Đấy là cái tiệc mà cũng tương đối nổi được rồi, mọi người biết nhiều, là em làm cho bạn ấy. Là như là khoảng hơn 600 khách. Hơn 600 khách. Anh nghĩ như thế là cũng khá là lớn rồi. Anh nghĩ rằng công việc này em cứ hãy yêu nó. Vâng. Và cập nhật thay đổi mỗi ngày. Thay mặt gia đình nhà vợ anh cảm ơn em. Và cảm ơn em đến với chương trình. Chúc em một nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn anh. Khi nào Dương Di cưới nhớ lo giúp anh. Vâng, thế thì hay quá. Rất vân vân. Và Di ơi. Mọi người giống như kiểu đang là bị ép phải hỏi em. Giống như là những cái bài nhạc buồn, những diễn buồn, những cái bài nhạc sung á. Là gì? Ôi. Chị chưa có thể quyết định luôn. Ôi. Chúng ta cùng đến với vòng 4 của giác quan thứ 6 được mang tên lập luận. Bây giờ chúng ta sẽ lại lựa chọn đúng không ạ? Thì ví dụ như trong số 3 và số 4 nhá, thì Nhi thích số nào? Nếu mà số 3 hoặc số 4 á, thì số 4 là tứ, tứ là tử, tiêu. Số 3 đi. Số 3 Lý, dạ, em cho số 3 luôn ạ. Nghe chị thế lần này vì là vòng trước Nhi cũng đã đoán rất là chuẩn đấy, nên là tâm muốn lấy vía từ Nhi đó. Nên là em hồi hộp quá. Mọi người đã các bạn sẽ lựa chọn số. Dạ số 3. Số 3. Nghề nghiệp tương ứng đó là Vũ công. Trong hai bạn này thì em nghĩ rằng một bạn vũ công thì chắc chắn là
cái thân hình. Hình thể đúng không? Đúng, thì cũng sẽ phải luôn luôn là gọi là năng động. Gọn gàng. Và gọn gàng. Thì ở đây thì em đang nghiêng về số 5 nhiều hơn. Nếu mà là vũ công thì bạn cũng sẽ năng động hơn từ trong những cách tạo dáng hay là gì đó đúng không? Đó, thế này cảm giác rất là tự tin. Đúng rồi. Rất mềm mại luôn. Đúng rồi. Đó. Còn mọi người đang phân vân đúng không? Dạ. Phân vân, rất phân vân. Và Ly ơi. Mọi người giống như kiểu như đang là bị ép phải hỏi em. Không hề nhá, đây là từ tâm linh nhá. Từ tâm. Dạ. Từ tâm linh. Từ tâm linh luôn đấy. Nếu như mọi người đã có ý hỏi em thì em xin mạnh dạn chọn số 3. Bởi vì em có những người bạn vũ công, không phải là vũ công ai là dáng người là cũng là sẽ ốm đâu. Có những bạn á, dáng người mặc dù là nhìn không có phải là dáng mignon nhưng mà rất là chắc và sẽ rất là nhiều cơ và cũng rất linh hoạt. Và em nghĩ là vũ công là một cái nghề mà không chỉ đòi hỏi nhảy ra mà diễn xuất nữa. Giống như là những cái bài nhạc buồn thì diễn buồn, những cái bài nhạc sung là diễn. Cho nên bạn số 3 đang diễn cái nét buồn thôi. Bạn số 3 mới chính là vũ công. Số 3 đó là lựa chọn của Diệu Nhi. Ly nghĩ sao? Em thì từ đầu đấy, em cũng như chị là cũng phân vân số 5. Nhưng mà sau khi nghe chị trợ lý của anh Trung nói về số 3 thì em thấy cũng hợp lý. Linh thì vẫn không nghĩ số 3 lắm bởi vì là bạn số 3 thì em cảm giác hơi rụt rè. 5, 4, thôi là theo Linh đi. 3, theo chị đi nhá. 2, okay đi. Số 5 đi. 1, số 5. 3, chờ mời các bạn chốt. Số 5 ạ. Số 5. Lần này mọi người đã rút kinh nghiệm ở lần trước. Đó là cho Diệu Nhi nói trước rồi mình chọn sau. Nhưng vẫn là không chọn theo ý của Diệu Nhi. Xin lỗi Nhi nhưng không phải. Em hiểu. Bây giờ sẽ là kết quả. Diệu Nhi nó giống như là cổ phiếu ấy. Có nghĩa là hôm trước nó lao dốc nhưng mà ngày hôm sau có khi nó lại đạt đỉnh. Không biết đường nào mà lần. Như vậy là chúng ta đã biết vị khách số 3 mới là vũ công. Và đặc biệt là bạn ấy có cái nét mặt diễn phải nói là sâu thôi rồi luôn. Từ đầu đến cuối mặt rất buồn. Đấy, lúc nào mặt buồn như thế kia. Hãy cùng xem gói tiền thưởng số 3 trị giá là bao nhiêu tiền trước đã. 15 triệu. Xin mời vị khách số 3 tiến lên phía trên ạ. Rất xinh và tươi. Em hãy giới thiệu về mình một chút nào. Dạ, kính chào quý khán giả và kính chào mọi người. Thì em tên là Nguyệt Trúc và em làm cái công việc này là khoảng 4 năm. Và em tới từ Vũ đoàn Sido. Vũ đoàn Sido. Em thấy điều gì hay và đặc biệt trong cái nghề mà mình đã lựa chọn? Dạ, thứ nhất á, là cái nghề này thì nó diễn viên múa tiệc cưới nó không đòi hỏi quá cao. Nếu như mà diễn viên múa mà trên sân khấu mà chạy các chương trình mà ở đây mọi người thấy á, thì đòi hỏi cao hơn là phải học trường múa. Còn ở đây thì tụi em diễn viên múa tiệc cưới là các anh chị hướng dẫn lại các em. Và sau đó thì diễn trong các nhà hàng tiệc cưới. Và công việc này có thể kiếm thêm thu nhập cho các bạn, thứ nhất là bạn sinh viên. Tại vì bắt đầu là khi mà em tập á, thì em là sinh viên năm tư, là các anh chị hướng dẫn em và em kiếm thêm thu nhập vào các buổi cuối tuần và các buổi tối được ạ. Một công việc làm thêm bây giờ lại trở thành một công việc chính. Dạ. Vậy thì chị thắc mắc là hiện tại là em đã tốt nghiệp rồi. Dạ. Rồi thì mình có kết hợp thêm một công việc nào khác vào ngày buổi sáng đầu tuần không? Hay là hiện tại là vẫn là dạ, chỉ là công việc chính? À, là em làm văn phòng hay là cũng tự do? Dạ, em làm giáo viên ạ. À, giáo viên gì? Giáo viên dạy múa hả? Dạ không, em làm giáo viên dạy lịch sử của một trường cấp 3. Trời ơi. Giỏi như vậy. Dạ. Quá năng động, quá tuyệt vời. Thưa quý vị, cảm ơn em đến với chương trình. Chúc em thật nhiều sức khỏe. Thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và bây giờ là vòng thi cuối cùng với tên gọi Quyết định. Chúng ta còn một gói tiền cuối cùng số 4 và đương nhiên đó là 25 triệu. Xin mời.
Chúng ta còn hai nghề nghiệp cuối cùng. Hai người chơi sẽ phải lựa chọn xem nghề nào tương ứng với vị khách cuối cùng. Xin mời hai nghề nghiệp. Quản lý salon áo cưới và thiết kế áo cưới. Một cô gái rất là xinh xắn, nhanh nhẹn, nhìn cái gương mặt thôi là đã thấy là lách rồi. Và làm một cái công việc quản lý salon áo cưới hay thiết kế áo cưới tôi nghĩ là đều được. Các bạn đánh giá trước đi trước khi nghe phần tư vấn của trợ lý chương trình. Nhưng mà trong hai cái này thì em nghĩ bạn sẽ hợp với quản lý salon áo cưới. Thì kiểu nói năng rất là gãy gọn, rồi là nói chung là phù hợp với cái nghề đấy. Còn nếu mà có đánh lừa em hay không thì em không biết. Cũng hợp lý, nhưng mà em thì em nghĩ là thiết kế áo cưới cũng phù hợp. Tại vì là nhìn chị rất là xinh nè, mà những người mà thiết kế là phải có mắt thẩm mỹ này. Rồi em thấy những người thiết kế thường là ngoại hình rất là bắt mắt. Rất đó, bắt mắt. Vâng, và kiểu cách cái phong thái rồi các thứ ấy cũng hợp. Nhưng mà cái quản lý salon áo cưới em thấy cũng hợp cơ. Thế mới khó. Thôi rồi, nghe tư vấn nhá. À, vâng ạ. Mời trợ lý chương trình. Mặt chị bắt đầu rồi đấy. Mày con gì ơi. Mọi người có cần... Dạ, rất cần ạ. Thì trước khi mình coi hai cái nghề này thì mình tour lại mấy cái nghề trước, là làm cổng cưới nè, thành viên ban nhạc đám cưới nè, rồi người tổ chức tiệc cưới, rồi vũ công trong đám cưới. Thì ở đây là quản lý salon áo cưới thì nó cũng tự tự như là cái người mà tổ chức tiệc cưới đó. Còn cái người thiết kế áo cưới á, thì ở đây là mình bị đang thiếu cô dâu. Hiểu không? Không. Nó liên quan cái gì ở đây? Tức là từ nãy đến giờ là toàn liên quan đến cưới. Cưới, đúng rồi. Cưới thì đó, cái quản đó. Lý với tổ chức là như từ đó hai chị em mở ra, mở cái suy nghĩ của mình ra. Rồi, hiểu ý. Em hiểu rồi. Mở ra đi. Hợp lý chị ạ. Tức là bao trùm hết. Bây giờ sẽ là quyết định của người chơi. 5 4 hay thiết kế áo cưới nhá. 3. Chị Nhi đúng đấy. 2. Chị Nhi đang đà lên, đang đà lên. Đúng rồi ạ. 1. Em chốt thiết kế áo cưới ạ. Cái này do em tự chọn hay là em theo Nhi? Không, do là sau hai lần bọn em cũng sai lầm. Ăn ở của bọn em không tốt lắm. Em muốn ăn ở tốt lên. Vâng, với cả vấn đề nữa là các bạn đang bị quy chụp cái việc là Diệu Nhi đã lựa chọn. Mà Diệu Nhi đã lựa chọn cái gì đâu. Thế bây giờ mọi người đã chọn anh... rồi, bây giờ em chọn thế nào? Em chọn là quản lý salon áo cưới. Bọn em chốt rồi đúng không anh? Đấy, bọn em chốt rồi. Nhưng mà nếu mà nói như thế thì nó hơi mâu thuẫn thật với đấy. Lời của Nhi rõ đó. Rõ ràng chị Nhi là đâu hồi nãy chị không quyết định gì đâu. Chị chỉ nói là cuối cùng chương trình ngày hôm nay lại thiếu cô dâu mất. Rồi chị kêu mọi người mở ra, mở cái tư duy ra. Chị chưa có thể quyết định luôn. Em tư duy hơi nhanh nhỉ. Thôi được rồi. Vì mọi người đã quá vội vàng. Thôi bây giờ Diệu Nhi là chọn quản lý salon áo cưới. Tôi cho mọi người thêm một lần nữa suy nghĩ cho kỹ. Và tôi chỉ nhắc là kiến thức của Diệu Nhi giống như giá cổ phiếu. Ly. Và mọi người sẽ lựa chọn. Em nghĩ rằng là ấy, vừa nãy Ly Nhi đã đoán trúng được hai lần rồi. Lần này có thể là sẽ không trúng. Không theo Nhi nữa. Theo mình. Đúng, với cả giác quan của mình chị, thế nào? Chị Nhi phân tích là em rất là tin vào cái thiết kế áo cưới. Ừ thì đúng em không? Tin thì bây giờ mình em chốt nhá. Em chốt đi, Linh cũng tin là các bạn chuông lại lần nữa, chốt đi cho nó chắc chắn. Em chốt thiết kế áo cưới. Dạ. Và bây giờ sẽ là kết quả. Gì đấy? Không, cái gì? Thưa quý vị. Hà sao đấy? Thật sai rồi hả? Trời ơi. Thật bất ngờ. Oh my god. Cái việc sai của người chơi không bất ngờ bằng cái việc đúng của Diệu Nghi 3 lần liền. Oh my god. Đầu tạo dựng được uy tín rồi. Nhưng trên con đường tạo dựng uy tín ấy của em đã gây ra thương đau cho những người khác. Các em có lời gì muốn nói với Diệu Nhi không? Nhi à, thực sự là Linh cũng không biết rằng là Nhi lại nói ra những điều đúng như thế. Và Linh nghĩ rằng là lần sau Linh làm bất kỳ một cái gì trong cuộc đời Linh sẽ hỏi Nhi. Không tự ý nữa. Kể cả chuyện lấy chồng luôn đúng không? Em xin lỗi anh vì anh đã cho bọn em một cơ hội nữa rồi nhưng bọn em lại bỏ đi. Đấy. Quý vị có thể thấy là tôi là một người rất tốt. Nhưng chỉ có điều
mọi người không tin vào lòng tốt của tôi cũng như không tin vào uy tín của Diệu Nhi. Và thôi không sao cả, chúng ta không được tiền thưởng nhưng chúng ta lại được những cái kinh nghiệm. Vì thế mà đương nhiên rồi, tiền thưởng sẽ ở lại với chương trình, nhưng chúng ta hãy cùng giao lưu và gặp gỡ với vị khách cuối cùng. Xin mời. Em hãy giới thiệu về mình và công việc của mình nào. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tuyết Oanh, hiện tại mình đang làm quản lý tại công ty Áo Quốc. Công việc này có gì đặc biệt không? Em có thể chia sẻ với mọi người. Hiện tại thì em đang làm quản lý sản xuất, giám sát kỹ thuật và quản lý đội ngũ nhân viên thiết kế, đảm bảo sản phẩm tới tay của khách hàng trong một điều kiện tốt nhất. Tôi nghĩ rằng là với một cái công việc đặc thù như vậy và bạn là một cái người quản lý ở nhiều khâu như vậy thì những cái sản phẩm váy cưới chắc chắn sẽ đẹp rồi, và chúng tôi muốn được nhìn thấy nó trên sân khấu của chương trình, có được không ạ? Dạ được ạ. Vậy thì ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn sưu tập áo cưới. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng tôi lúc này là những bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy và lấp lánh. Với những ai chưa làm cô dâu bao giờ chắc chắn sẽ mơ ước được một lần mặc những chiếc váy này trong cái ngày trọng đại của mình. Và tôi nhìn thấy những tấm ảnh ở đây có một số người tôi quen. Kia là bạn của tôi, nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Cô ấy lấy một người bạn rất thân của tôi, một người anh em của tôi. Và hôm đó tôi cũng làm chủ hôn và tôi nhớ bộ váy này rồi. Và những chiếc váy như thế này thì trung bình là trong vòng bao nhiêu lâu thì hoàn thành được một chiếc váy? Thì trung bình chiếc váy cưới bên em thì sẽ mất khoảng là từ 1 đến 2 tháng. Tùy vào cái mẫu thiết kế của cô dâu yêu cầu, như là nhiều cái chi tiết một chút, hoặc là những cái form váy mà cần cái sự tỉ mỉ một chút ấy. Yeah. Với Linh Ly thì em thấy những chiếc váy này, đây chiếc váy nào là hợp với Linh Ly nhất và tại sao ạ? Từ lúc mà bày ra ấy là em đã tia được rồi. Em tia cái nào? Dạ, cái này. À, thích lóng lánh. Thế còn với con mắt của một người thiết kế thì em nghĩ rằng chiếc váy này có hợp với Linh Ly không? Dạ, đối với chị Linh Ly thì em nghĩ là cái mẫu này là cũng khá là phù hợp ạ. Tại vì nhìn chị Linh Ly nhìn toát lên cái vẻ sang trọng. Wow. mẫu thiết kế này của bên em là được đính kết từ những hạt Swarovski. À, đá Swarovski. Dạ đúng rồi. Một đá rất là đắt tiền đấy. Dạ, và cái đá này thì mình được đính kết một cách tỉ mỉ và cầu kỳ. Làm thủ công đấy. Dạ đúng rồi, làm thủ công ạ. Thì em nghĩ là cái chiếc váy này sẽ rất là phù hợp với chị để mình sử dụng trong ngày trọng đại. Đó. Và nhìn chị Linh Ly nhìn có nét hơi cổ điển. Đúng. Phong váy cưới bên em thiết kế cũng là dạng phong cổ điển, cũng rất là phù hợp với chị. Trông như kiểu công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Dạ đúng rồi. Thế còn Hương Ly thì sao? Nếu em được chọn em sẽ chọn bộ váy nào? Đừng chọn trùng với cả Linh Ly nhé. Dạ vâng, em chọn bộ váy ở giữa đây ạ. À. Dạ vâng ạ, trễ vai em cũng rất là thích, và cái vải trơn cũng cái kiểu đơn giản em thích ạ. Đúng là cái người phụ nữ mà đã có gia đình rồi thì họ thường lựa chọn những cái gì nó đơn giản. Dạ, em thấy cái con mắt chị rất là tinh tế. Tại vì phong váy này bên em thì sẵn cái nguyên liệu ấy thì được nhập từ Nhật. Cái chất liệu này gọi là chất liệu Sumikado. Thì được nhập trực tiếp từ bên Nhật. Nhìn cái form này cũng rất là phù hợp với chị. Cảm ơn chị. Quan trọng bên này, trợ lý của tôi chọn cái nào bên này? Đã chọn được cái nào chưa? Em không chọn. Sao? Em sợ xui. Tại vì chừng nào có đối tượng thì mình mới chọn. Tự nhiên giờ mình chưa có, tự nhiên cái mình lo mình chọn trước, cái mình chờ, nó bị chờ lâu. Có nghĩa là chưa có đối tượng. Vâng. Thường quá. Thưa quý vị, trên sóng truyền hình ở đây tôi cũng muốn nói với quý vị rằng là rất nhiều người cứ nghĩ là Diệu Nhi đắt hàng nhiều mối, nhưng không phải đâu ạ. Hiện nay vẫn còn y nguyên và đang chờ một bàn tay dũng cảm nào đó đến để nắm và đưa đi ra khỏi cuộc sống cô đơn và độc thân ạ. Và nếu là anh sẽ chọn cho em bộ váy này. Dạ. Nó sẽ trễ vai và nhìn trông nó rất là công chúa, và nó làm em lấp lánh và tỏa sáng trong cái ngày vui của mình. Dạ, chốt đơn giùm em này nha chị. Chốt đơn nhưng mà chưa bao giờ lấy. Nếu mà khi nào chị muốn lấy thì chị có thể là ghé qua bên em. Chính vì vậy thì em sẽ là tư vấn và thiết kế cho chị. Rồi, dạ. Yên tâm chưa? Cảm ơn em đến với chương trình. Cảm ơn những bộ váy đẹp của em đã mang tới niềm hạnh phúc cho các cô dâu trong ngày vui trọng đại của mình. Dạ, dạ cảm ơn. Hẹn gặp lại em một ngày gần nhất. Chúc em và công ty của mình sẽ phát triển. Dạ, dạ cảm ơn. Thưa quý vị,
chúng ta đang đến với những giây phút cuối cùng của chương trình. Lúc này thì hai người chơi của chúng ta sau hai lần cụm ly đầu tiên đã có 6 triệu đồng. Rồi sau đó họ không cần cụm ly nữa. Họ không tin vào Diệu Nhi nên tổng tiền thưởng lúc này mới chỉ đang có là 6 triệu. Họ vẫn có cơ hội để nhân đôi tiền thưởng hoặc cũng có thể là chia đôi và giữ nguyên nếu thông điệp ở trong kết này mang tới niềm vui cho các bạn. Thì tôi nghĩ rằng là một cái kết có hậu. Còn nếu như không thì có lẽ rằng không phải do chúng tôi, anh ạ. Không phải do chúng tôi. Diệu Nhi, em đang đạt cái đỉnh cao phong độ. Vậy thì em đoán luôn đi, trong này là gì? Nhân đôi, chia đôi hay giữ nguyên? Nếu mà hai người chơi từ đầu đến cuối đã xui như vậy rồi thì chắc chắn ở trong đây nó phải là chia đôi anh ạ. Chia đôi. Thôi em có một cái dự cảm nào khác đi. Dự cảm khác an toàn hơn là giữ nguyên anh nha. Thôi mình phải chăng một cái sự tích cực. Đúng rồi, cho người chơi. Cuộc sống cần sự tích cực đúng lúc. Nhân đôi là một cái sự chắc chắn, em quyết định lên đây. Vâng. Có 3 phương án thì trợ lý của tôi đã chọn cả 3 rồi. Nếu mà không đúng một nữa thì thôi đấy. Nào bây giờ xin mời hai bạn hãy mở jacket của mình ra. Vâng. Tôi mong rằng các bạn sẽ được cụm ly ở lần cuối cùng này. Dù nó có thể không tăng tiền thưởng lên quá nhiều, dạ, nhưng nó cũng là một sự may mắn. Dạ. Chốt lại chương trình. Hai. Nhân đôi. Đó. Đôi. Đúng là phải nhìn. Thôi, bởi vì đã chọn 3 lần liền như cảm thế là gì mà không đúng. Nhìn luôn đúng. Nhưng hôm nay quan trọng là đỉnh cao phong độ của trợ lý Diệu Nhi. Vì thế mà chúng tôi xin được chúc mừng hai người chơi. Số tiền thưởng nhân đôi là 12 triệu đồng. Một số tiền thưởng không quá lớn nhưng niềm vui sẽ trọn vẹn khi đến cuối cùng chúng ta gặp may mắn. Và ngày hôm nay ngoài tiền thưởng ra thì hai người chơi của chúng ta đã mang tới những phút giây rất đặc biệt cho chương trình. Chúc hai bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp và vững bước trên con đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn đã đến với chương trình. Còn chúng tôi muốn nói với quý vị khán giả rằng đừng quên giờ phát sóng của chúng tôi, đó là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi là Thành Trung và đây là trợ lý của tôi, Diệu Nhi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập 14 của Giác Quan Thứ 6 với sự góp mặt của ca sĩ Mai Tiến Dũng và diễn viên BB Trần hứa hẹn sẽ mang tới khán giả những khoảnh khắc giải trí hài hước nhưng không kém phần kịch tính. Hãy cùng đón xem chương trình Giác Quan Thứ 6 vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật tuần sau trên VTV3.